Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh trong những ngày gần đây tại nhiều địa phương đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên không vì thế mà chúng ta chủ quan. Hãy chấp hành nghiêm quy định 5K vì sức khỏe của chính mình và cộng đồng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết của chương trình sáng nay. Từ ngày hôm nay 28 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho phép một số loại hình hoạt động sẽ được mở trở lại như là thể dục thể thao ngoài trời nhưng không được tập trung quá 10 người, trung tâm thương mại, cửa hàng may mặc, thời trang, hóa mỹ phẩm. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng có văn bản gửi các phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các nhà trường về việc tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 22 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục tổ chức dạy và học bằng hình thức trực tuyến, thường xuyên sử dụng kho học liệu điện tử nhằm đáp ứng mục tiêu tạm dừng đến trường, không dừng việc học. Đồng thời yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo nguyên tắc tại chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng chống dịch COVID-19, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Y tế về việc cấp mã số cho người có kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2. Từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 150.000 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 qua test nhanh kháng nguyên. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hiện nay chỉ những trường hợp xét nghiệm SARS-CoV-2 khẳng định mới được lấy mã số. Để có cơ sở chính thức báo cáo các trường hợp test nhanh dương tính, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Y tế chấp thuận cho thành phố Hồ Chí Minh công bố chính thức số ca test nhanh kháng nguyên dương tính với SARS-CoV-2 như là ca khẳng định, đồng thời cấp mã số cho tất cả ca bệnh test kháng nguyên dương tính để được chính thức quản lý bằng mã số quốc gia. Còn tại Quảng Nam, ngày 27 tháng 9, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành văn bản thực hiện giám sát y tế đối với công dân từ khu vực vùng xanh tại thành phố Đà Nẵng đến hoặc về Quảng Nam. Đối với người từ Đà Nẵng đến về Quảng Nam đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Học sinh, sinh viên, người già hơn 60 tuổi, phụ nữ có thai hơn 32 tuần, người Quảng Nam đi điều trị bệnh tại Đà Nẵng có liều cuối cùng được tiêm chưa đủ 14 ngày, tính đến thời điểm đến về Quảng Nam thì cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm một lần vào ngày thứ 14. Tất cả người dân về Quảng Nam phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ, có giấy xác nhận đang lưu trú tại khu vực vùng xanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Tính đến ngày 27 tháng 9, tỉnh Hải Dương đã có 430.000 người tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 và 134.000 người được tiêm mũi 2. Mũi tương đương với 9,5% số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ 2 mũi vaccine. Từ ngày 8 tháng 3 đến nay, tỉnh Hải Dương được Bộ Y tế phân bổ gần 636.000 liều vaccine phòng COVID-19. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã phân bổ cho các địa phương và một số đơn vị y tế công lập, y tế tư nhân để tiêm cho đối tượng ưu tiên và người dân. Từ ngày 24 tháng 9 đến nay, hơn 100 phụ nữ có thai từ 13 tuần tuổi trở lên được tiêm vaccine phòng COVID-19 của hãng Pfizer tại điểm tiêm của Bệnh viện Phụ sản tỉnh Hải Dương. Bệnh viện đang tiếp tục triển khai đăng ký danh sách phụ nữ có thai từ 13 tuần tuổi trở lên để tiến hành tiêm vào những buổi kế tiếp. Việt Nam đã thực hiện tiêm hơn 35 triệu liều vaccine phòng COVID-19. Trong số những người đã được tiêm phòng có nhiều người thường xuyên hiến máu. Chính vì vậy hàng loạt băn khoăn được đặt ra như hiến máu sau tiêm có an toàn không, sau tiêm bao lâu thì có thể hiến máu hoặc hiến máu có làm giảm hiệu quả của vaccine phòng COVID-19. Vậy hiến máu sau khi tiêm vaccine an toàn hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi phóng sự sau đây. Hôm nay, sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 được hơn gần nửa tháng, chị Nguyễn Hoàng Anh Thư mới dám đi hiến máu. Mặc dù trước đó đã được bác sĩ tư vấn là sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 khoảng 1 tuần là có thể hiến máu, nhưng bản thân chị Thư vẫn có những lo lắng nhất định. Nó hơi lo sợ vì nó là từ trong cơ thể mình ra ấy ạ, nên có hơi lo sợ nhưng mà cái tình trạng thiếu máu rất là nhiều ấy ạ, nên là khi mà được cống hiến như này thì em thấy rất là hạnh phúc ạ, tự hào bản thân ạ. Theo các chuyên gia, sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19, hệ thống miễn dịch của cơ thể sẽ sản sinh ra các tế bào bạch cầu lympho T và các kháng thể đặc biệt có khả năng ghi nhớ để chiến đấu với tác nhân gây bệnh COVID-19. Cơ thể người trưởng thành có trung bình từ khoảng 4 đến 6 lít máu, mỗi lần hiến chỉ cho đi 350 đến 450 ml máu. Số lượng kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 trong lượng máu hiến là không đáng kể, trong khi cơ thể thường xuyên sản sinh ra lượng máu mới. Việc hiến máu không hề loại bỏ vaccine phòng COVID-19 khỏi cơ thể. Vị trí của các tế bào B này nằm ở trong các hạch bạch huyết, nằm ở trong tủy xương. Và trong cái quá trình mà biến hóa như vậy, các cái tế bào này sẽ tiếp tục là được sinh ra, tiếp tục là tạo ra các cái miễn dịch để giúp cơ thể phòng vệ trước dịch bệnh. Như vậy có nghĩa rằng là một lượng kháng thể mất đi cũng sẽ được bù bởi một lượng kháng thể khác. Và cái số lượng đó nó ít hơn nhiều so với cả cái số vẫn đang lưu hành ở trong máu. Chính vì vậy cho nên cái việc mà miễn dịch của những cái người mà sau tiêm nó không hề bị suy sụp ở cái mức độ đáng kể sau khi mà họ hiến máu. Tại Việt Nam, Bộ Y tế khuyến cáo sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 7 ngày có thể tham gia hiến máu. Mà sau khi đi hiến máu thì chúng ta cũng sẽ hiến một phần cái kháng thể đó. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy đấy rằng là cái lượng huyết tương ở trong mỗi một đơn vị máu nó là lượng huyết tương rất là thấp. Trung bình vào nếu mà chúng ta hiến là 350 ml thì chúng ta vào có khoảng độ tầm 175 đến 200 ml huyết tương. Vì vậy là cái hiệu giá kháng thể, tức là cái nồng độ kháng thể trong một cái đơn vị đó nó nhỏ thôi. Nhưng chúng ta cũng sẽ truyền cái kháng thể đó cho người nhận máu. Và đối với người hiến máu thì cái lượng kháng thể đó nó cũng sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến cái việc mà mình hiến máu. Hiến máu sau khi tiêm vaccine không chỉ an toàn mà máu của người hiến sau tiêm vaccine phòng COVID-19 và người mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh còn có kháng thể ngừa virus SARS-CoV-2. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc công nhận hộ chiếu vaccine. Trên thế giới hiện có nhiều quốc gia áp dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Việc công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới rất quan trọng và đặc biệt cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã áp dụng hộ chiếu vaccine để mở cửa nền kinh tế, đưa hoạt động kinh tế xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng của các quốc gia ASEAN, EU, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác trên thế giới để công nhận lẫn nhau về hộ chiếu vaccine. Chương trình ATM Việc làm do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức nhằm giúp người lao động từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh sau khi trở về Ninh Thuận tránh dịch Covid-19 có việc làm với mức lương từ 3 đến 6 triệu đồng một người mỗi tháng. Chị Nguyễn Thị Kim Xuyến là giáo viên dạy tiếng Anh tại một trung tâm Anh ngữ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trung tâm tạm dừng hoạt động, chị Xuyến về lại Ninh Thuận. Được bạn bè giới thiệu về ATM Việc làm, chị đã nộp hồ sơ xin việc và được nhận vào làm việc tại một công ty yến xào với thu nhập khoảng 4 triệu đồng một tháng. Lúc đó thì em là một giáo viên tiếng Anh và hơn 2 tháng nay thì em đang bị thất nghiệp. Cho nên là cũng muốn kiếm một công việc gì đó để trang trải và lo cho gia đình ạ. Từ cuối tháng 8 đến nay, chương trình ATM Việc làm đã tiếp nhận thông tin của hơn 1.200 người đăng ký. 18 doanh nghiệp đơn vị trong tỉnh đã tuyển dụng được hơn 30 lao động vào làm những công việc như kế toán, vận tải, xây dựng, công nghiệp chế biến, nuôi trồng thủy hải sản, dịch vụ chăm sóc khách hàng. Trong dần tới thì chúng tôi vẫn tiếp tục lan tỏa cái chương trình này ra cái cộng đồng trên cái Zalo cũng như trên fanpage cũng như trên các cổng thông tin điện tử cũng như trên các cái trang Zalo cá nhân của các doanh nghiệp chúng tôi để cho các doanh nghiệp cộng đồng người lao động đã biết. Thời điểm này, một số doanh nghiệp đơn vị trong tỉnh cũng đang thực hiện việc giãn cách xã hội nên người lao động phổ thông rất khó tìm việc làm. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Ninh Thuận đang có phương án tham mưu cho các doanh nghiệp để có những chính sách ưu đãi cụ thể giữ chân người lao động. Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành kiểm tra thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng, trong đó có những sản phẩm đã được bảo hộ tại Việt Nam. lực lượng chức năng đã phát hiện phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 51C50625 đang trong quá trình vận chuyển hàng hóa theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ. Qua kiểm tra, phát hiện 4,3 tấn nguyên liệu thuốc thú y Propylene Glycol Pharma Grade do Trung Quốc sản xuất, chứa trong 20 thùng phi, trị giá gần 280 triệu đồng. Toàn bộ lô hàng có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt số hàng hóa trên theo quy định của pháp luật. Còn tại Quảng Bình, cơ quan chức năng đã kiểm tra thu giữ hàng nghìn sản phẩm quần áo giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Kiểm tra cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại ngõ 73 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đồng Hới, do bà Nguyễn Thị Hoài làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện 2.706 sản phẩm quần áo không rõ nguồn gốc xuất xứ có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Louis Vuitton, Dolce Gabbana, 593 trang phục váy áo các loại xuất xứ Việt Nam có thông tin trên nhãn hàng hóa nhưng không đúng theo quy định và 3.496 ốp điện thoại không rõ nguồn gốc. Hiện toàn bộ số hàng này đã bị tạm giữ để tiếp tục xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, từ tháng sau Hàn Quốc sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho khoảng 2,77 triệu thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Nhóm đối tượng này được tiêm bằng vaccine của hãng Pfizer Mỹ, thời gian giữa hai mũi tiêm là 3 tuần. Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiêm mũi bổ sung cho nhóm có rủi ro cao từ tháng sau. Trong giai đoạn 1, cơ quan phòng dịch sẽ ưu tiên tiêm mũi bổ sung cho người có hệ miễn dịch suy giảm, người trên 60 tuổi, người làm việc tại các cơ sở y tế. Cơ quan phòng dịch cũng sẽ xây dựng các phương án cụ thể tiêm mũi bổ sung cho các nhân lực thiết yếu của xã hội trong giai đoạn 2. Loại vaccine tiêm là của hãng Pfizer hoặc Moderna, cách 6 tháng sau mũi tiêm trước đó. Phụ nữ mang thai sẽ đặt lịch tiêm từ ngày 8 tháng 10 tới và được tiêm từ ngày 18 tháng 10 bằng vaccine của hãng Pfizer hoặc Moderna tại các cơ sở y tế được ủy thác trên toàn quốc. Người nào có bệnh lý nền hoặc mang thai dưới 12 tuần tuổi thì trước khi tiêm cần phải kiểm tra tình trạng của người mẹ và thai nhi. Khi tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tăng mạnh và số ca mắc bắt đầu có dấu hiệu không nhiều biến động, nhiều nước châu Á đang rục rình chuẩn bị hoạt động trở lại để phục vụ ngành công nghiệp không khói. Hãng hàng không Jeju Air Hàn Quốc cho biết sẽ kết nối lại các chuyến bay đến Saipan và đảo Guam, hai điểm đến phổ biến của những du khách say mê các bãi biển, dự kiến sớm nhất là vào tháng 7. Đảo Langkawi, Malaysia ngày 16 tháng 9 đã chào đón chiếc phi cơ đầu tiên với 159 hành khách đã tiêm đủ vaccine từ Kuala Lumpur. Hòn đảo này kỳ vọng đến cuối năm nay sẽ đón 400.000 du khách, tuy nhiên du khách nước ngoài vẫn chưa được phép nhập cảnh. Thái Lan đã mở hai đảo du lịch nổi tiếng của nước này là Phuket và Kon Samui vào đầu tháng 7, cho phép các du khách quốc tế đã tiêm đủ vaccine COVID-19 nhập cảnh mà không cần cách ly bắt buộc. Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan Ocha đã cam kết mở cửa trở lại nước này vào tháng tới, mặc dù mới chỉ có 1/4 dân số được tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của nước này trong năm nay dự kiến đạt khoảng 44.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 6.800 tỷ đô la Mỹ. Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, con số ước tính 44.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương với khoảng 6,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, sẽ tăng 12,5% so với năm 2020 và tăng 8% so với năm 2019. Theo đánh giá, tiêu dùng ở Trung Quốc sẽ hồi phục nhanh trong quý 4 năm nay sau những khoảng thời gian bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho thấy doanh số bán lẻ tiêu dùng trong tháng 8 vừa qua đã tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 3,44 nghìn tỷ nhân dân tệ. Trung Quốc sắp bước vào kỳ nghỉ quốc khánh từ ngày 1 tháng 10 hay còn được gọi là tuần lễ vàng, với chi tiêu dùng luôn được chờ đợi sẽ tăng mạnh. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh giám sát thị trường, bảo đảm nguồn cung thích hợp cho các nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland công bố vào tối ngày 26 tháng 9 theo giờ Việt Nam đã gây bất ngờ khi số nghị sĩ nữ chiếm hơn 50%. Đây là lần đầu tiên ở châu Âu có một quốc hội mà nữ giới chiếm đa số. Theo kết quả bầu cử cuối cùng của Quốc hội Iceland, trong tổng số 63 ghế thì các nghị sĩ nữ đã chiếm 33 ghế, tương đương với 52%. Như vậy, đây là lần đầu tiên ở châu Âu nữ giới là phe đa số tại một nghị viện. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới World Bank, trước Iceland, chưa có quốc gia châu Âu nào có số nữ nghị sĩ chiếm hơn 50%, quốc gia có tỷ lệ gần với mức này là Thụy Điển với 47%. về số phiếu dành cho các đảng trong cuộc bầu cử trong Quốc hội Iceland, liên minh cầm quyền gồm Đảng Độc lập theo đường lối bảo thủ, Đảng Tiến bộ theo đường lối trung hữu và Đảng Phong trào Xanh tả được ghi nhận giành đa số với 37 trên 63 ghế. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu ba đảng này có tiếp tục điều hành đất nước cùng nhau sau cuộc bầu cử hay không. Tiếp theo là những tin tức mới nhất trên các số báo ra ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự án cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng theo thiết kế mang phong cách kiến trúc Đông Dương, dư luận đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến khác nhau. Về vấn đề này, đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố vẫn tiếp tục xem xét lấy ý kiến nhân dân để đưa ra phương án tối ưu. Theo bài viết trên báo Nhân dân, cầu Trần Hưng Đạo là công trình giao thông quan trọng nên việc thận trọng trong lựa chọn thiết kế là cần thiết. Và nếu tìm được đáp án thỏa đáng cho phương án kiến trúc, cây cầu sẽ vượt khỏi giá trị sử dụng của một công trình giao thông mà còn trở thành một trong những điểm nhấn về kiến trúc và văn hóa của thành phố trong tương lai. Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết cơ quan này đang phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trình Chính phủ dự thảo quyết định triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nghị quyết số 116 của Chính phủ. Các chính sách sẽ được triển khai nhanh nhất, tạo thuận lợi tối đa cho người lao động và doanh nghiệp. Đây là thông tin trên báo Tiền Phong. Người lao động mất việc có thể trực tiếp tới cơ quan bảo hiểm xã hội cấp quận, huyện gần nhất, không phân biệt địa giới hành chính. Người lao động có thể nhận tiền mặt hoặc qua tài khoản cá nhân, trong đó ưu tiên chi trả qua tài khoản. Tính đến ngày 27 tháng 9, Việt Nam đã triển khai tiêm là hơn 38 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có hơn 30 triệu người đã được tiêm một mũi vaccine, số người được tiêm mũi 2 là hơn 7 triệu người. Tuy nhiên, đến nay Bộ Y tế vẫn chưa có một quy định cụ thể nào trong việc nới lỏng quy định giãn cách cho những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19. Đăng tải ý kiến của một số chuyên gia, bài viết trên báo Lao động cho rằng đây là một sự lãng phí nguồn lực vaccine và nguồn lực lao động rất lớn. Những lao động đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine được bố trí quay trở lại sản xuất an toàn là một trong những quyết sách cần thiết và phù hợp để nối lại chuỗi sản xuất bị đứt gãy. Báo Thanh niên số ra ngày hôm nay đăng tải bài viết những quỹ đất bị đánh cắp. Đó là quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú cho công nhân, mà theo quy định của các chủ đầu tư dự án bất động sản nhà ở, các khu công nghiệp khi triển khai dự án phải trừ lại, nhưng thực tế thì rất ít, rất hiếm đơn vị tuân thủ. Về vấn đề này, các chuyên gia quy hoạch cho rằng do luật chưa nghiêm và chưa có chế tài, thế nên dẫn đến tình trạng tại nhiều khu công nghiệp dù có quy hoạch đất làm nhà cho công nhân, nhưng công nhân không có nhà ở, còn quỹ đất chỉ sau một thời gian đã hô biến thành các dự án bất động sản thương mại hoặc phân lô bán nền. Thời điểm này, nhiều trường học phổ thông và đại học thông báo các khoản thu đầu năm học, trong đó có nhiều khoản thu từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng. Trong bối cảnh khó khăn do tác động bởi dịch COVID-19, các khoản thu này cũng khiến nhiều gia đình chật vật, ghi nhận của báo Giáo dục và Thời đại. Tiến sĩ Văn Đình Ưng, trưởng Ban Truyền thông và Công tác Sinh viên, Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam nêu quan điểm. Trong khi cả nước kêu gọi phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, việc các trường giảm hoặc không tăng học phí và cắt giảm các khoản thu không cần thiết đối với người học chính là việc làm cần thiết để thực hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng xã hội. Những ngày qua, do nước sông Mã dâng cao, chính quyền địa phương tại hai xã Cẩm Tân và Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa phải cắt cầu phao tạm, khiến hàng nghìn nhân khẩu ở các xã phía nam huyện này phải qua sông trên những chuyến đò mong manh và không có áo phao cứu hộ. Phản ánh của báo Đại Đoàn Kết. Nói về vấn đề bức thiết tại cầu phao xã Cẩm Vân, đại diện lãnh đạo huyện Cẩm Thủy cho biết, thực trạng người dân chen chúc nhau trên đò để sang sông tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đã kéo dài trong suốt nhiều năm qua, nhưng địa phương vẫn chưa có phương án tối ưu để giải quyết. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Mỹ Linh. Vâng, xin cảm ơn. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt ô tô sản xuất trong nước. Bộ Giao thông Vận tải nới lỏng điều kiện vận tải hành khách với các địa phương đang thực hiện mức độ bình thường mới trong dự thảo mới. Nhập khẩu ngô từ Ấn Độ tăng hơn 500 lần. Và đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong tiểu mục Nhịp sống kinh tế sáng nay. Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, 8 tháng năm 2021, tổng lượng xe ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước của các thành viên giảm 13% so với năm 2019, thời điểm chưa có dịch COVID-19. Thậm chí nhiều công ty ghi nhận mức giảm doanh số tới trên 60%. Bên cạnh đó, số lượng ô tô đăng ký mới trong tháng 8 của toàn quốc chỉ bằng khoảng 40% so với tháng 7 và chỉ bằng khoảng 20% so với các tháng không có dịch. Dự thảo lần này, Bộ Giao thông Vận tải bỏ hai phương án quy định đối với hành khách và bỏ quy định về tiêm vaccine với các địa phương đang thực hiện mức độ bình thường mới. Thay vào đó, chỉ yêu cầu hành khách khi đi trên phương tiện vận tải đi đến địa phương hoặc địa bàn đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 15, chỉ thị số 19, phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, khai báo trên địa chỉ sứckhoe.dâncưquốc gia.gov.vn, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Đầu tuần, xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng, do đó các nhà đầu tư ngắn hạn có thể bán ra các cổ phiếu đã xác lập xu hướng giảm và giải ngân vào các cổ phiếu đã xác lập xu hướng tăng, với mức stock rating trên 80. Về xu hướng trung hạn, thị trường vẫn duy trì ở mức trung tính. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy với biên độ hẹp. Điểm tích cực là dòng tiền có dấu hiệu gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nếu xu hướng này tiếp tục gia tăng, thì thị trường sẽ có triển vọng tích cực hơn trong vài tuần tới. Giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong tháng 8 chỉ đạt gần 49,4 triệu đô la Mỹ, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các thị trường chính như Mỹ, EU và CPTPP đều đồng loạt giảm. Tuy nhiên, nhờ sự tăng trưởng tốt trong những tháng trước đó, nên lũy kế 8 tháng qua, giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 470 triệu đô la Mỹ. 7 tháng qua, tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam sang Canada đã đạt trên 262 triệu đô la Mỹ, tăng 70% so với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng chiếm 17,6%. Trong đó, ghế khung gỗ là mặt hàng Canada nhập khẩu với trị giá lớn và có tốc độ tăng trưởng cao nhất, tăng 59% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 38% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của Canada. Giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Pháp cũng có mức tăng cao, đưa lượng xuất hạt tiêu Việt Nam sang Pháp tăng 28,6% về lượng và tăng 44,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của Pháp tăng từ 30,7% lên 37,2% trong 7 tháng đầu năm 2021. Hiện Pháp cũng đã giảm nhập khẩu tiêu từ nhiều nước như Đức, Indonesia, Hà Lan. Đây là cơ hội để tiêu Việt bứt phá tại thị trường Pháp. Hiện các doanh nghiệp tôm Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức về logistics, giá thuê container tăng liên tục, thiếu container và thời gian vận chuyển dài hơn, trong khi Ấn Độ và Ecuador đều đang có chiến lược gia tăng thị phần một cách rất bài bản và đạt mức tăng thị phần không thua kém Việt Nam. Một số chuyên gia nông nghiệp nhận định, Việt Nam cũng có lợi thế hơn về chế biến sản phẩm giá trị gia tăng, tôm hấp, bóc vỏ rút chỉ lưng phục vụ phân khúc bán lẻ. Đây là phân khúc thị trường đang có nhiều tiềm năng và mang lại giá trị cao hơn. Campuchia đã xuất khẩu sang Việt Nam gần 870.000 tấn điều trong 8 tháng qua, chiếm 99,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của quốc gia này. Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá, việc nhập khẩu hạt điều của Campuchia thay thế phần lớn các nguồn nhập khẩu từ xa, chất lượng không đồng đều, có thể sẽ góp phần cải thiện đầu vào cho chế biến hạt điều. Điều các doanh nghiệp Việt Nam cần chú ý hơn đó là tăng khả năng chế biến điều để biến nguồn nguyên liệu thô thành mặt hàng có giá trị gia tăng cao. Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam cho biết, khi vẽ đồ thị diễn biến giá cà phê, cứ mỗi 10 năm giá cà phê Việt Nam lại lập đỉnh mới. Đây là sự hình thành ngẫu nhiên trong chu kỳ 30 năm nay. Hiện giá cà phê vẫn còn trong xu hướng tăng, vì vậy một số chuyên gia cũng nhận định giá cà phê sẽ lập đỉnh vào cuối năm nay và đầu năm 2022 là có khả năng. Hiện nay giá cà phê tăng nhưng do cuối vụ nên người nông dân không được hưởng lợi. Nếu giá cà phê lập đỉnh vào cuối năm sẽ rất tốt cho người nông dân và ngành cà phê của Việt Nam, vì vào tháng 11 hàng năm là mùa thu hoạch cà phê ở Tây Nguyên. Chuyển sang các thông tin về giao thông. Theo tin từ Tổng cục Đường bộ Việt Nam, dự kiến cuối tháng 9 năm nay sẽ chính thức thí điểm đổi giấy phép lái xe trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mở rộng tại 12 tỉnh, thành phố. 12 tỉnh, thành phố tiếp tục thí điểm đổi giấy phép lái xe cấp độ 4 trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, bao gồm thành phố Hà Nội, Hà Nam, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Lào Cai, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Quảng Nam, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Các địa phương này sẽ tiếp tục thí điểm trong 2 tháng. Đến cuối tháng 12 năm nay, Tổng cục Đường bộ sẽ tổng kết đánh giá để báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất Chính phủ phương án mở rộng vào năm 2022. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng chức năng đã tạm giữ một tài xế và phương tiện vi phạm về quy định phòng chống dịch COVID-19. Ngày 24 tháng 9, tài xế Trần Hùng Thành điều khiển xe cấp cứu mang biển kiểm soát 70B-02463 xuất phát từ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, đi huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khi đến chốt kiểm soát số 3 cầu 110, tài xế Thành đã cam kết thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch. Tuy nhiên, khi di chuyển đến địa bàn thành phố Pleiku, Thành đã cho một người xuống xe trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai vào khoảng 22 giờ cùng ngày. Người này sau đó được xác định là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tỉnh Phú Thọ đang làm tốt công tác ngăn ngừa dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn bằng việc kiểm soát lượng người phương tiện ra vào tỉnh. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã phối hợp triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình vào địa bàn qua đường mòn, lối mở tự phát. Tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai chạy qua nhiều huyện, thị thành của tỉnh Phú Thọ với tổng chiều dài 62 km. Nhằm hạn chế tối đa tình trạng người dân trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19, các địa phương thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý, vận hành tuyến đường, rà soát, hàn, đóng các vị trí hàng rào bị hư hỏng. Tỉnh đang triển khai đồng bộ các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh. Lực lượng chức năng đã phát hiện kịp thời các đối tượng cố tình vi phạm, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch.